nó chộp chộp hoa giấy thôi, hoa giấy thôi các bạn. Trong quá trình mà đi thì thấy hoa giấy đẹp quá, hoa giấy tuyệt vời luôn. Nhưng mà chưa xin phép ý kiến ông chủ, không biết rằng là người ta có nghĩ mình là đạo tặc hay không nữa. Thôi kệ, cứ quay về post lên trên cái YouTube để mà nhưng quay về đẹp hơn nhiều. Thôi được rồi, bữa nào đi, bữa nào phải có xin phép mình mới đi được. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong một cái lần mà đi về thấy hoa đẹp quá và xin mạn phép chủ nhà cho được quay cái video này. Đó, quý vị ra theo bạc ngàn những cái hoa giấy đủ màu sắc. Chủ nhà nói rằng chị quay đi rồi chị post lên quảng cáo cho em. Đây quý vị và các bạn thấy không, từng loại cái cây cả co hoa, tôi cũng không biết là bao nhiêu chậu hoa nữa, nhưng mà rất là nhiều hoa giấy. Đây là đang chuẩn bị tới cái mùa Tết, bây giờ là còn có 20 ngày nữa là Tết quý vị và các bạn. Hoa tuyệt vời, các bạn thấy không, từng cây. Chắc là Tết thì quý vị và các bạn nào có muốn mua hoa giấy thì liên hệ với ở chỗ luật sư Thu ha, để tôi sẽ chỉ quý vị và các bạn đến cái chỗ mà bán hoa giấy, không có hoa hồng, không có chi phí gì nha quý vị và các bạn. Để một tí nữa tôi vô tôi hỏi thử cái cô trồng hoa coi là nếu mà trong trường hợp một cái chậu nhỏ là bao nhiêu mà chậu lớn là bao nhiêu nha. Chắc chắn là qua cái video này thì tôi cũng sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Không rõ là cái giá của mỗi một cái chậu hoa này là bao nhiêu. Quý vị và các bạn sẽ được thấy từng cái chậu hoa bé nhất cho đến những cái chậu hoa lớn nằm ở suốt tuốt bên trong. Hồi nãy tôi cũng có giới thiệu đó, vùng Củ Chi là cái vùng mà mình sẽ trồng, là cung cấp cái sản phẩm hoa lan cho toàn thành phố, cũng như vùng Củ Chi là cái vùng mà cung cấp cái rau muống. Thì nay thì tôi lại thấy có những cái hoa hoa giấy rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái bộn bề cơm áo gạo tiền thì chúng ta phải chuẩn bị những cái gì cho cái dịp Tết nguyên đáng, cái Tết của dân tộc. Các bạn thấy không? Và họ đã chuẩn bị một cái cho Tết thật là tuyệt vời. Tôi cũng có dịp đến Hàn Quốc, thì ở đó người ta trồng rất là nhiều cái loại hoa khác nhau, và theo như mọi người giải thích là hoa thì ở Hàn Quốc ở ngay thời điểm đó thì hoa nó có tất cả là 200 loại hoa hồng. 200 loại hoa hồng, mà quý vị biết, bạn biết không, 200 loại hoa hồng tất cả các loại rất là đẹp. Thật ra thì cũng muốn quảng cáo, để tí nữa tôi vô tôi hỏi thử cái em chủ nhà coi, nếu trong trường hợp một cái hoa này thì giá của một cái chậu hoa trung bình là bao nhiêu. Đẹp không quý vị và các bạn? Màu hồng xen giữa màu đỏ và màu trắng, màu hồng xen giữa màu trắng và màu đỏ đỏ ối. Quý vị và các bạn thấy một cái cây không? Chắc có lẽ là nó cũng quay hơi sát quá. Đây, màu cam.
chậu nhỏ nhất là bao nhiêu tiền? Dạ, chậu nhỏ nhất là 1.2. À, đẹp quá vậy. Còn cái chậu trung bình nữa là bao nhiêu, lớn hơn tí nhiêu? Dạ, khoảng tầm 250. 250. Cây này nhiêu không? Dạ, mấy cây cao này thì 3 triệu. À, 3 triệu hả? Chúng nó quay cái bạn này lên. Cho quay cái cô này nha. Có gì chị Thu sẽ quảng cáo cho em. Chị Thu cái trang YouTube của chị là Văn phòng Luật sư Đoàn Gia Phúc. Cô chủ. Rồi. Đây. Để chị lấy cái cạc cho em. Đẹp quá trình luôn. Đây là một cô chủ bán hoa giấy, một cơ sở trồng hoa, thấy chưa? Rồi. Quá tuyệt đẹp. Chị có một cái lượng khách xem cũng tương đối nhiều, nhưng mà lại sợ hai vấn đề, sợ nhiều khi quay lên rồi mấy thằng đầu sợ đó đó, chỉ sợ mà sợ không quay quảng cáo. Quá đẹp không nè, một vườn hoa giấy quá đẹp. Anh đang chụp máy tắt đây có gì em ha. Em lại cái cây đó đi. Các bạn nào có nhu cầu mua hoa giấy không, chưng Tết không,